Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 9 loại thực phẩm bảo quản lâu, lành mạnh nếu phải tích trữ, chứ không phải thịt trên mì gói. Trời ạ, hồi bữa thấy có hình một chiếc xe hơi đi mua thịt tích trữ, mà thịt cắt ra để đằng sau xe trần trụi, ngẫm lại mình thấy mình thiệt may mắn khi ăn chay, chả phải lo lắng bữa ăn phải có thịt, nhìn mất vệ sinh kinh khủng. Lúc ấy Covid chưa ghé thăm thì chị E. coli đã gõ cửa, chưa kể thịt chữ đông ngăn đá thời gian dài sinh ra bao nhiêu chất có hại. Toàn tập một rồi đến mì gói, hồi xưa khó khăn, không có nhiều lựa chọn, thêm kiến thức dinh dưỡng hạn chế nên ông bà hay thích mì gói. Nhưng chỉ trong vòng một nốt nhạc, chị Google sẽ cho ra hàng loạt báo cáo khoa học với một list các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như thế nào. Thế mà mua cả thùng cả đống định ăn qua ngày. Toàn tập 2, chơi luôn combo mì gói cộng thịt chữ đông lâu ngày. Chúc mừng, bạn là diễn viên chính phim truyền hình nhiều tập về bệnh tật như táo bón, tim mạch, thiếu vitamin khoáng chất. Bài này mình viết vui vui với giả thuyết nhỡ một ngày Covid hoành hoành, cần phải tích trữ thì mình sẽ tích cái gì để lâu mà ăn vẫn khỏe mạnh nhé. Các loại đậu, một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất có thể ăn, bé tí nhưng là nguồn đạm, chất xơ, khoáng chất tuyệt vời. Quan trọng nhất, đậu được mẹ thiên nhiên thiết kế khóa chặt dinh dưỡng nên có thể trữ được lâu. Còn khi dùng, chỉ cần ngâm nước 48 tiếng để mở khóa dinh dưỡng và chế biến mà không sợ bị mất chất. Tuyệt vời, thời gian trữ vài năm. Ngũ cốc, dễ tìm nhất là yến mạch và gạo lứt, cũng là nguồn tinh bột nhưng tốt gấp 696.969 lần mì gói. Vì là nguồn tinh bột phức, lại đi kèm thêm chất xơ và các loại khoáng chất nằm trong phần cám, no lâu mà vẫn khỏe. Thời gian trữ gạo lứt trong điều kiện kín gió tầm 6 tháng, yến mạch tầm 2 năm. Các loại trái cây khô, trái cây được khử nước để tránh bị mốc nhưng vẫn giữ lại được kha khá các loại vitamin và khoáng chất bao gồm chất xơ. Chưa kể đường nhiều nên cung cấp năng lượng nhanh, nhưng cũng chính vì đường nhiều nên vừa phải thôi nha. Thời gian trữ 1-2 năm. Các loại hạt, phộng điều hạnh nhân, sang thi hồ đào mắc ca cũng là nguồn đạm và năng lượng khá cao, lại có chất béo tốt. Thời gian trữ 1 năm, lâu hơn nếu đông lạnh. Các loại bơ hạt như bơ phụng, hạnh nhân, hạt điều, tác dụng và thời gian trữ tương tự các loại hạt, ăn nhanh gọn lẹ. Thời gian trữ 1 năm. Dầu thực vật, dễ tìm nhất là dầu olive, mang theo các loại chất béo tốt, giúp da rẻ vẫn căng mịn dù chú dịch. Thời gian trữ dầu olive trong điều kiện tối tầm 2 năm. Muối vừng, bè, lỡ các loại trên hết luôn thì sao? Đừng lo, chỉ cần rang bè cùng muối vừng, bắt nồi cơm trộn đậu là ra một món ăn đúng chuẩn thực dưỡng luôn nha. Mình từng ăn thử món này, rất ngon nhưng chưa ăn thời gian dài nên chưa biết tốt như nào. Thời gian trữ 6 tháng, 1 năm. Các loại lá thảo mộc, thảo dược khô, giống trái cây, lá được khử nước để giữ được lâu, mang chỉ số chống oxy hóa cao và các lợi ích sức khỏe. Có thể cho thêm vào các món ăn vừa tăng đề kháng vừa ngon miệng thơm nức mũi. Thời gian trữ 6 tháng, 1 năm. Bột protein, à cái này là lựa chọn thêm cho mấy đứa sợ mất cơ như mình hoi. Trốn dịch vẫn giữ 3 vòng đầy đủ. Thời gian trữ 2 năm. Thiết nghĩ tích trữ phải ăn đầy đủ dinh dưỡng mới có sức khỏe chứ nhỉ. À này, viết vui thôi nha, chớ mình tin Việt Nam mình với các hành động quyết liệt và dứt khoát sẽ đánh bay trị Covid. Và là nước xuất khẩu lương thực nên sẽ không xảy ra hiện tượng khan hiếm, mà mấy cái trên không dịch cũng nên ăn cho đẹp và khỏe nha. Cảm ơn các bạn nguồn sư tử ăn chay. Ha ha ha,